Tập 10. Có những lúc chính trị này còn tàn ác hơn cả bom đạn. Cậu nhìn tôi làm gì? Không phải tôi nói đâu, mà là quỷ viên tưởng nói đấy. Anh nói gì cơ? Anh không thể đi cứu cậu ta. Ông ấy nói đúng, anh phải đại diện đảng Cộng sản đi gặp Dư Bằng Trình và Ngụy Cửu Phong. Bây giờ không thể nói những chuyện đâu ria được. Nhiệm vụ quan trọng. Có phải anh không tin tưởng chúng em? Không phải, em nói cho anh biết, bọn em trong sạch mà. Bọn em không làm gì có lỗi với anh hết. Anh nói rồi, anh không nghi ngờ hai người. Hai người ở bên nhau, đó là bất đắc dĩ. Bây giờ anh không đi cứu cậu ấy cũng là bất đắc dĩ. Anh không đi chứ gì? Được, vậy em đi. Em, khỉ nhỏ. Liễu Phân, khỉ nhỏ, mau quỳ xuống trước mặt Thẩm tiểu thư. Cầu xin người cứu cha con. Cầu xin người hãy cứu cha con. Thẩm tiểu thư là người tốt. Những chuyện trước đây tôi không muốn nói, cũng nói không rõ được. Nhưng mà tôi nghĩ cô cũng đã biết hết. Tôi không phải vợ của anh ấy, nhưng mà khỉ nhỏ dù sao cũng gọi anh ấy là bố 9 năm. Tôi cầu xin cô, tôi không muốn để thằng bé không có bố. Thẩm tiểu thư, cầu xin cô. Cô cũng là đảng viên đảng Cộng sản. Hà Bình An cũng đã thừa nhận anh ấy cũng là đảng viên đảng Cộng sản. Cái này anh ấy cũng có nói với cô rồi à? Cô biết không, anh cả tôi chính là bị đảng viên Cộng sản giết hại. Cô còn dám chạy tới cầu xin tôi à? Bây giờ tôi còn hận không thể đích thân giết chết Hà Bình An. Thẩm tiểu thư, tôi cầu xin cô. Dù sao anh ấy cũng từng cứu cô, từng cứu cả em trai của cô. Cô hãy cứu anh ấy ra ngoài. Cho dù hận cách mấy thì đều có thể quá giải. Thẩm tiểu thư, mau đi đi, tôi cầu xin cô. Đi đi, ra ngoài. Thẩm tiểu thư, tôi cầu xin cô. Tiểu thư, Lưu Thế Minh tới rồi. Cô còn chuẩn bị gặp anh ta không? Đừng quên là lần trước anh ta bảo anh ta vào hậu hoa viên. Mau lên. Dừng lại, dừng lại. Lôi Đại Hổ, cậu dựa vào cái gì mà khai súng mở kho lương? Dựa vào cái gì à? Dựa vào đâu mà Đặng Phong đánh trận còn chúng tôi phải vận chuyển lương thực? Mau lên. Khoan đã, lương thực của Thường Đức chúng tôi là để cung cấp cho Trùng Khánh, còn phải nuôi binh lính như các cậu, lại còn phải vận chuyển tới tiền tuyến. Nếu như cắt lương thực thì ai chịu trách nhiệm? Ngụy đại ca, ông là huyện trưởng, đương nhiên là ông chịu trách nhiệm. Mau lên. Khoan đã. Được, nếu tôi phải chịu trách nhiệm, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Lên. Dừng lại. Ngụy lão ca, ông muốn làm gì? Các người muốn lương thực cũng được. Bảo sư trưởng của mấy người viết báo cáo lên trưởng quan chiến khu, trên đó sẽ hạ lệnh về huyện trưởng tôi, thì tôi sẽ chuyển lương thực cho huyện trưởng Ngụy. Nếu như ông thực sự có ý kiến thì cứ việc tìm sư trưởng Từ của chúng tôi. Chúng ta đều là người đồng cảnh. Ông đừng làm khó anh em. Nào, tránh hết ra cho tôi. Theo tôi được biết, sư đoàn của các cậu là quân kỷ nghiêm minh. Đối với người tự ý vượt tường cướp lương thực, giết không tha. Huyện trưởng Ngụy, Ngụy đại ca, ông là muốn trở mặt với Lôi Mổ à? Tôi là nể ông đã từng giúp đỡ tôi. Tôi không muốn nói nhiều. Các anh em, chuyển hết lương thực ra ngoài. Rút lui. Anh tới rồi à? Anh có biết tại sao tôi tìm anh không? Hà Bình An. Đúng. Làm gì Hà Bình An? Em làm gì Hà Bình An mà không tiếc tới cầu xin anh à? Anh đã cầu xin em được 5 năm rồi. Xin em nói chuyện với anh vài câu. Xin em đáp lại thư của anh. Xin em quay lại nhìn anh lần nữa. Nhưng em lại không chút động lòng. Tối hôm đó, rõ ràng anh biết là em lừa anh, nhưng anh vẫn cầu xin em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội cuối cùng. Em lại không thèm để ý. Bây giờ em lại vì một người đàn ông mới quen biết vài ngày, thậm chí còn có lòng dạ hiểm ác đối với em, để cầu xin anh. Rốt cuộc là anh đồng ý hay là không đồng ý?
Lưu Thế Minh. Anh có dám không? Lưu Thế Minh, anh có dám không? Có dám bùng học với em không? Dám không? Ngon lắm đó. Dám uống không? Anh dám chứ? Anh sẽ cứu Hà Bình An. Anh sẽ sắp xếp cho anh ta rời khỏi Thường Đức. Còn cả em nữa, anh sẽ đích thân đưa hai người đi, để hai người cao chạy xa bay, sống những ngày tháng mà hai người muốn. Anh chúc phúc cho hai người. Ai nói là tôi muốn anh cứu anh ta chứ? Tôi muốn giết anh ta. Hà Bình An hại chết cha tôi. Tôi muốn đích thân giết chết anh ta. Dư đại ca đâu? Em cũng không biết anh ta đâu. Vậy là đúng rồi. Anh ấy công khai thân phận, chắc chắn là muốn cắt đứt quan hệ với anh. Em không hiểu. Có gì mà không hiểu? Anh công khai thừa nhận anh là thổ phỉ. Anh ấy là người đại diện cho tổ chức. Thẩm Tương Lăng đã đối xử với anh như vậy, sao anh không oán hận cô ấy? Đừng lo lắng, sẽ không chết đâu. Không phải cô ấy nói giết là có thể giết. Có phải là dù chết trong tay cô ấy anh cũng nguyện lòng? Em hiểu rồi. Hiểu cả rồi. Dư Tử Dương về rồi, cuối cùng anh có thể yên tâm không cần lo cho mẹ con em nữa. Thực ra những năm nay anh vẫn luôn muốn đi đánh trận, vẫn luôn muốn làm anh hùng. Chỉ là do có mẹ con em ở đây, là mẹ con em đã cản trở anh, có phải không? Có phải là anh vẫn luôn quán trách mẹ con em, ghi hận mẹ con em? Anh không có. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh những ngày tháng yên bình trong mấy năm qua. Đây là một giấc mơ đẹp, nhưng mơ thì cũng phải tỉnh lại chứ. Đã tới lúc phải tỉnh lại rồi. Không, em không quan tâm. Anh là người tốt, anh không thể chết như vậy được. Em muốn nói với bọn họ, anh không phải thổ phỉ, anh là đảng viên cộng sản. Bọn họ nhất định sẽ giữ anh lại. Nếu như em đi, anh sẽ hận em. Anh sẽ hận em tới chết. Tại sao nhất định phải chết chứ? Tại sao không để cho em cứu anh? Tại sao không để Dư Tử Dương cứu anh? Khỉ con không thể có hai người cha được. Em cũng không thể có hai người chồng. Anh Hà, chị dâu, hết thời gian thăm rồi. Về đi, chăm sóc con cho tốt. Đi thôi, chị dâu. Quyện trưởng, điện văn của sư bộ. Gần như vậy còn gửi điện văn cái gì? Là công văn. Nói sản vật của Thường Đức vô cùng phong phú, kho tàng giàu có. Nếu như chúng ta không xoay sở được vật tư thì bọn họ sẽ tố cáo lên trên, nói Thường Đức chúng ta có tham quan. Hiếp người quá đáng. Trận này còn muốn đánh tới bao giờ nữa? Tới giờ còn chưa có hồi kết. Mỗi ngày có hơn hàng vạn người phải ăn uống. Lương thực bên ngoài không vận chuyển vào trong, mà vào lúc này còn muốn tôi mang lương thực chuyển ra ngoài, muốn lấy mạng tôi à? Bọn họ không chỉ muốn lương thực, còn có đạn dược 3.000 viên. Tôi gọi điện cho cục trưởng Trương, cục cảnh sát cũng chỉ có 800 viên. Chúng ta có gì để đấu với hắn chứ? Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Bọn họ đang ép tôi, không muốn tôi làm quyện trưởng nữa. Quyện trưởng Ngụy,
Mỗi cành cây, ngọn cỏ của Thường Đức đều do ông đích thân làm nên. Ông mà đi, bọn chúng sẽ biến Thường Đức trở thành bãi đất khô. Ông không được rút. Bây giờ là thời chiến, mọi thứ đều phải nhường đường cho quân sự. Cậu nói xem, tôi phải làm sao? Tôi có cách. Quyền trưởng Ngụy, lương thực cũng được, bom đạn cũng được, tôi sẽ nghĩ cách cung cấp cho ông. Quyền trưởng Ngụy, lúc nãy ông cũng nói thời chiến mọi thứ đều phải nhường đường cho quân sự. Tôi giúp đỡ quyền trưởng ngài đây chính là ủng hộ cho việc phản kháng trên tiền tuyến. Ngụy cửu phong tôi xưa nay chưa từng nợ ân tình của ai. Ông từng ăn vịt luộc chín chưa? Cứng miệng. Quyền trưởng Ngụy, tôi cũng không phải vô duyên vô cớ bán cho ông nhân tình đâu. Đây cũng là có qua có lại, như vậy đôi bên cũng có lợi, không dây không nợ. Vậy cậu nói đi, có chuyện gì? Giết Hà Bình An. Thẩm tiểu thư, xin nén bi thương. Mong quyền trưởng Ngụy báo thù cho tôi. Linh tôn cậu ấy là bị Hà Bình An giết. Chẳng phải là cậu ấy cứu hai người sao? Lúc đó ở bên bờ sông, bọn họ nói cô hét tên của cậu ấy rồi đuổi theo qua đó. Sau đó hai người cùng nhau quay về mà. Đó là tôi muốn giết chết anh ta. Không sai, Hà Bình An đã cứu tôi và em trai tôi, nhưng anh ta đã giết chết cha tôi. Lúc đó bọn người Nhật đuổi theo họ, cha tôi đã tái phát, không đi nhanh được. Hà Bình An đã bỏ lại cha tôi. Tôi không làm, anh ta sẽ cưỡng ép bỏ lại cha tôi ở trong rừng. Tôi tận mắt nhìn thấy người Nhật giết chết cha tôi. Chỉ cần quyền trưởng Ngụy có thể giúp tôi báo thù, tôi sẽ cung cấp lương thực và đạn dược cho chính phủ huyện. Được. Cô chuẩn bị báo thù như thế nào? Phán Hà Bình An tội chết. Tôi đích thân nổ súng. Nào, chén thứ nhất, tôi kính cậu đã cứu tôi một mạng. Chén thứ hai, vẫn là tôi kính cậu. Cảm ơn cậu đã cứu bách tính của Thường Đức. Chén thứ ba, tôi kính quyền trưởng Ngụy. Cảm ơn ông vì bàn tiệc rượu ngày hôm nay. Được. Nào,
Uống xong chén thứ ba, quyền trưởng Ngụy có gì muốn nói? Cậu ở Thường Đức cũng được 9 năm. Nếu như tôi nhớ không nhầm, quyền trưởng Ngụy cũng ở Thường Đức được 9 năm. 9 năm. Đã 9 năm ròng rã. Nhớ lúc đầu tỉnh phái tôi về, đến giờ đã làm quyền trưởng được 9 năm. Kỳ lạ, ông ấy cũng không thăng chức cho tôi, cũng không giáng chức. Cậu có biết tại sao không? Tương Lăng, nếu như quyền trưởng Ngụy đồng ý, vậy là có chút hy vọng. Tuy rằng Hà Bình An đã từng cứu mạng ông ấy, nhưng mà anh có thể dùng danh nghĩa của đoàn thanh niên, lại thêm dư sư trưởng, chúng ta cùng nhau tả áp lực. Anh tin là ông ấy sẽ không thể không đồng ý. Tương Lăng, anh nợ em quá nhiều. Lần này anh sẽ liều mạng hết mình. Anh nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em. Thật ra thì anh hy vọng chúng ta có thể giống như trước đây. Tôi là Minh Giáng Ám Thăng. Cậu xem, những quyện trưởng khác trên đầu họ là Tỉnh Lỵ, nhưng mà trên đầu tôi là Trùng Khánh. Chức vụ có thể nhỏ hơn một chút, nhưng mà quyền lợi thì lại rất lớn. Cậu có biết như vậy là tại vì sao không? Mấy năm nay tôi ở Thường Đức, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút. Mỗi nhà lương thực lớn, trên đầu thường có những nhân vật lớn. Có người họ Tống, có người họ Khổng. Lương thực vận chuyển ra vào Thường Đức, không chắc là chuyển tới tay chính phủ. Nói không chừng là gửi tới nhà họ Tống, họ Khổng. Nói rất hay, uống thêm chén nữa. Vì vậy mà họ kêu tôi tới. Thật ra là để tôi mở mang. Nói trắng ra, Ngụy Cửu Phong tôi thực ra chỉ là một con chó, là con chó giữ nhà cho Trùng Khánh. Quyền trưởng Ngụy có nỗi khổ trong lòng. Nói thật lòng, tôi thực sự rất khổ. Tôi là khó nói nên lời. Nỗi khổ khó nói nên lời. Vì vậy tôi làm chức quyện trưởng này cũng rất là ấm ức. 9 năm nay tôi nơm nớp lo sợ như ngồi trên đống lửa vậy. Quyện trưởng Thường Đức đại khái là khó làm nhất. Tương Lăng, em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của em. Anh đảm bảo sẽ khiến cho em ngày nào cũng vui vẻ, anh thề đấy. Sao vậy? Không có gì, tôi rất vui. Có thể trả thù được cho cha, anh nhất định sẽ đích thân giết Hà Bình An. Tương Lăng, đã tới lúc chúng ta. Bây giờ tôi chỉ có tâm tư nghĩ về chuyện của cha tôi mà thôi. Xem ra anh đã quá lỗ mãn. Anh chỉ là cảm thấy hạnh phúc quá, cho nên anh yêu em. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Được, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh nhất định sẽ mang tin tốt tới cho em. Em nghỉ ngơi đi. Có một số chuyện cậu không lo nữa. Cậu có lỗi với tín nhiệm mà Trung ương dành cho cậu. Nếu như cậu muốn quản nhiều thì người ta sẽ trách tội cậu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Thường Đức là một nơi tốt đẹp. Nơi này là nơi phong thủy rất tốt. Nhớ năm đó Quan Vũ Phong Hầu là ở đây, Hoa Dung Thả Tào Mạnh Đức cũng ở đây.
Nói lại hai người họ, tôi nhớ tới một chuyện. Cậu có biết cuốn sách mà hồi nhỏ tôi thích đọc nhất là gì không? Tam Quốc. Tôi có thể đọc thuộc từ đầu tới đuôi. Năm đó, hồi còn đi học, thực ra người để lại ấn tượng sâu sắc nhất không phải Quan Vũ hay Lưu Bị, mà là Tào Mạnh Đức. Nhân tài. Nhân tài. Tào Tháo. Nhớ năm đó Tào Tháo với Viên Thuật đánh trận, lúc đó cũng bị thiếu lương thực. Tào Tháo cho bộ hạ của mình mở khai súng mở lương. Kết quả thì sao? Thiên hạ đại loạn, không thể khống chế. Tào Tháo mới nhìn đã hiểu, cho gọi bộ hạ tới trước mặt, rồi nói với hắn: tôi là vì thế thái bình an, tôi muốn hỏi mượn cậu một thứ tương tự như vậy. Bộ hạ của ông ấy nghe thấy: thưa tướng, ngài muốn mượn cái gì? Tào Tháo liền trừng mắt và nói dõng dạng bốn từ: bộ não của cậu. Huyện trưởng Ngụy nói với tôi nhiều như vậy, chính là muốn mượn đầu của tôi à? Thật ra hồi nhỏ, khi tôi nhìn thấy đoạn này, tôi vô cùng sợ hãi. Lúc đó tôi liền nghĩ, sau này tôi lớn lên sẽ không làm quan. Nếu như tôi làm quan, tuyệt đối sẽ không làm người giống như Tào Tháo. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác. Thế đạo này ép tôi trở thành Tào Tháo. Ông không làm được. Nếu như ông có thể làm Tào Mạnh Đức thì sẽ không mời tôi ăn bữa cơm này, uống bữa rượu này. Ông vẫn còn mềm lòng. Bình An à, thật ra thì hôm đó cậu cứu tôi, tôi liền cảm thấy cậu chính là tri kỷ. Có thể làm tri kỷ của huyện trưởng Ngụy là vinh hạnh của tôi. Bây giờ tôi rất khó xử, thật sự rất khó. Quân đội đòi tôi lương thực, tôi làm gì có lương thực? Bây giờ chỉ có Thẩm tiểu thư mới có lương thực. Nhưng mà cô ấy muốn đích thân giết chết cậu mới cho tôi lương thực. Rõ ràng tôi biết cậu không phải thổ phỉ, rõ ràng tôi biết cậu không nên bị giết như vậy. Huyện trưởng Ngụy, ông uống say rồi. Say thì có thể làm gì chứ? Bây giờ bình trên thành dưới, không làm gì được nữa rồi. Ngụy cửu phong tôi, cả đời này trọng tình trọng nghĩa. Tôi không ngờ tới tôi lại che giấu lương tâm để làm chuyện này, mà giết người lại là ân nhân của mình. Huyện trưởng Ngụy, con người tôi giao cho ông. Sự sống chết của chúng ta đều nằm trong khu này. Mã Tiêu, cậu phụ trách tu sửa thế công phòng ngự tầng 1 trong vòng 10 ngày. Rõ. Hoàng Cảnh Thăng, cậu tu sửa thế công phòng ngự tầng 2 trong 7 ngày. Rõ. Còn thế công phòng ngự tầng 3 do Tần Nhạc phụ trách trong vòng 5 ngày. Rõ. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Thế công phòng ngự tầng 1 phải đảm bảo thế công phòng ngự tầng 2. Thế công phòng ngự tầng 2 phải đảm bảo thế công phòng ngự tầng 3 không bị đụng tới. Mong các cậu nhớ, phía sau thế công phòng ngự tầng 3 là Thường Đức. Sư trưởng sắp xếp nhiệm vụ cho ba người họ rồi, vậy còn lão Lôi tôi thì ở lại trong thành chuẩn bị sách ứng. Từ giờ trở đi chuẩn bị tốt mọi thứ để chiến đấu. Rõ.
Mở cửa, mở cửa. 500 tệ, có tính hay không? 500 tệ, có tính không? Đương nhiên, lời tôi nói tuyệt đối là được. Đây là bảo vật gia truyền của Thẩm gia, tôi có thể làm vật thế chấp. Cô cứu mạng tôi, để tôi sống bình an. Nếu không, tôi sẽ phá Phật gia của cô. Nếu anh dám làm nó hỏng một chút, thì tôi sẽ khiến anh chết thật khó coi. Mau lên, chuẩn bị lên xe. Xếp đầy lương thực, càng nhiều càng tốt. Dừng ở phía sau, xe sẽ dừng ở chỗ này. Tôi chuẩn bị lâu lắm rồi. Cô chỉ cần từ từ lên cò, không cần dùng lực. Bất giác, viên đạn sẽ bắn ra, liền có thể bắn trúng. Ổn định tinh thần, ổn định hô hấp, nhịp tim chậm lại. Ngày mai, anh sẽ phải chết. Thẩm tiểu thư. Là tôi. Quyền trưởng Ngụy đã ký phán quyết thư. Ngày mai, anh sẽ chấp hành xử bắn. Tôi biết mà. Chỉ một câu biết rồi là thôi sao? Tôi còn có thể nói được gì chứ? Tôi muốn giết anh. Anh có hận tôi không? Không. 9 năm trước, lẽ ra tôi phải chết. 9 năm nay, tôi là anh em. Thiếu sót của thiếu sót năm đó. Trong nhóm anh em của 9 năm trước, có một người đã giết chết anh tôi. Nếu như anh không phải đảng viên cộng sản, tại sao anh lại là đảng viên chứ? Lúc mới bắt đầu, chỉ là muốn bản thân có cái ăn cái mặc. Chính là muốn tất cả mọi người đều được ăn no. Vì miếng cơm mà buộc phải theo con đường này à? Cô chỉ là tiểu thư Thẩm gia. Lương thực trong kho của các người đủ cho cả thường đức này. Nói ra thì cô cũng không hiểu. Nếu như anh không phải đảng viên cộng sản, thì anh thật sự chỉ là một cảnh sát. Cho dù là tên thổ phỉ, không có vợ, không có con, thì chúng ta cũng không giống nhau. Vậy thì cô hoặc là cả đời này cũng sẽ không nhìn ta. Nhưng mà bây giờ tôi không nhìn thấy anh được. Ít nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy một mặt trăng. Hà bình an. Anh sắp sửa phải chết rồi. Có điều gì muốn nói với tôi không? Không có gì. Vậy tôi đi nha. Thật ra thì tôi nhớ cô.
Tiểu thư sao vậy? Tiểu thư à, có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Cô trăm phương ngàn kế cứu Hà Bình An, nhưng lại không nói cho anh ta, lại muốn anh ta cho rằng cô muốn giết chết anh ta. Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi. Đừng nói cô không hiểu, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu. Xuống xe, Thẩm Tương Lan. Tại sao cô lại muốn hại Hà Bình An? Tại sao vậy? Phụ nữ xấu xa hại cha tôi, cô đi chết đi. Người không thù oán với cô, còn năm lần bảy lượt cứu cô, cứu cả Thẩm gia, tại sao lại hại anh ấy? Tại sao vậy? Kéo bọn họ lên xe, đưa về Thẩm gia. Ngày mai sắp xếp cùng nhau đi. Cô xuống xe làm gì? Kêu cô ấy xuống. Mấy người làm gì vậy? Đứng im. Có tin tôi bắn chết nó không? Thả con tôi ra. Hai người rốt cuộc muốn gì? Bắt Hà Bình An rồi còn muốn hại con trai của tôi. Con muốn Hà Bình An được sống không? Nếu muốn thì lên xe cùng tôi. Cô cho rằng bây giờ tôi sẽ tin tưởng cô à? Khỉ con, không sao chứ. Nếu như tôi là cô, cho dù người khác chỉ cần cho tôi một tia hy vọng, tôi cũng sẽ tin tưởng. Được, chúng tôi có thể đi cùng cô. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, nếu cô dám hại Hà Bình An, tôi nhất định sẽ báo thù. Tiểu thư, lương thực và đạn dược đã vận chuyển xong. Hơn 10 cảnh sát ngày đêm chuyển tới chính phủ. Tìm được người chưa? Tiểu thư yên tâm, trời sáng có thể ổn thỏa. Được, lần này tôi muốn để Hà Bình An chết trước mặt mọi người. Tuyệt đối không có gì sai sót. Đúng rồi tiểu thư, Liễu Phân với khỉ con la hét muốn gặp cô. Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Thẩm Tương Lăng, cô là kẻ lừa đảo, vong ân bội nghĩa. Lương tâm của cô bị chó tha rồi. Cô là người phụ nữ xấu xa. Khỉ con, anh ấy đã cứu cô, cứu em trai của cô, cô còn muốn giết chết anh ấy. Nếu cô còn mắng nữa, tôi sẽ lôi anh ta ra cho chó gặm. Sao vậy? Cô còn muốn mắng nữa à? Nếu cô có thể trật tự, tôi có thể nói chuyện tử tế với cô. Nói chuyện giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Liễu Phân, thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Được rồi, cô là tiểu thư có quyền có thế, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Ngưỡng mộ tôi à? Có cái gì đáng để ngưỡng mộ? Bởi vì cô sẽ có tự do nhanh thôi. Ý cô là gì? Chỉ cần chờ tới ngày mai, sau khi tôi thuận lợi cứu Hà Bình An, sẽ thu xếp cho hai người rời khỏi Thường Đức. Ngoài thành Thường Đức lớn như vậy, ba người các người muốn đi đâu cũng được. Tới chừng đó, các người sẽ được tự do. Cô muốn cứu anh ấy? Cô thật sự muốn cứu anh ấy à? Khoan đã, cô làm tôi quá mơ hồ. Lúc thì muốn giết anh ấy, lúc thì muốn cứu anh ấy. Rốt cuộc là sao? Nếu như không giết anh ta, làm sao có thể cứu? Tóm lại, cứu thế nào cô không cần lo. Tôi muốn để cô biết mọi thứ tôi đã sắp xếp. Chờ tới ngày mai, tôi sẽ đưa Hà Bình An quay lại. Ba người cùng nhau rời khỏi, rời khỏi Thường Đức, cao chạy xa bay. Giết tôi đi. Cậu giết tôi đi. Có chết tôi cũng không ký. Được, lão tử thành toàn cho ông. Quyền trưởng Ngụy, tôi xin lỗi. Đi. Mong quyền trưởng Ngụy thay tôi báo thù. Không sai, Hà Bình An đã cứu tôi và em trai tôi.
nhưng anh ta lại hại chết cha tôi. Lúc đó bọn người Nhật truy sát chúng tôi, cha tôi bệnh lại tái phát, không đi nhanh được. Hà Bình An liền bỏ cha tôi lại. Tôi không làm, anh ta cũng cưỡng ép bỏ cha tôi lại trong rừng. Tôi tận mắt nhìn thấy người Nhật giết chết cha tôi. Chỉ cần quyện trưởng Ngụy có thể thay tôi báo thù, tôi sẽ cung cấp lương thực và đạn dược cho chính phủ quyện. Tôi làm gì có lương thực chứ? Bây giờ chỉ có Thẩm tiểu thư là có lương thực, nhưng mà cô ấy muốn đích thân giết cậu mới có thể đưa lương thực cho tôi. Rõ ràng tôi biết cậu không phải thổ phỉ, rõ ràng tôi biết cậu không nên bị chết nhanh như vậy. Huyện trưởng Ngụy, con người tôi giao cho ông. Huyện trưởng, vật tư của Thẩm gia đã đưa tới cửa, lại thêm tồn kho của chúng ta, lương thực tổng cộng đã được 12.039 kg, đạn dược 2.001 viên, còn có 1.620 đồng đại dương. Thật là không biết Thẩm gia còn có bao nhiêu vật tư nữa. Cậu cho người chuyển tới quân đội đi. Rõ. Còn nữa, phán quyết Hà Bình An tử hình do Thẩm Tương Lăng hành hình. Tin tức này tung ra ngoài đi. Huyện trưởng, ông là... Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Đợi đã. Cậu tới chỗ Hà Bình An một chuyến, hỏi xem cậu ấy có yêu cầu gì không. Nếu như có yêu cầu gì thì bảo cậu ấy mau đưa ra, cậu sẽ cố gắng hoàn thành. Rõ. Đợi đã. Buộc phải hoàn thành. Yên tâm đi. Đây là 50 đồng đại dương đã nói, bà nhận lấy. Còn nhớ ba chuyện đã đồng ý không? Không hỏi nguyên do, không hỏi tung tích, không hỏi cô lại. Vậy được, người tôi kéo đi rồi. Cha của đứa bé, ông đừng có trách tôi. Sau khi ông chết, tôi còn bán ông đi nữa. Bà đừng có hét nữa, nếu không tôi không cần nữa đâu. Đại tẩu, bà yên tâm, người đàn ông của bà nhất định sẽ quai phong sử sách, còn tốt hơn với việc bà thả trôi sông. Lão Hà, tôi với anh cũng coi như là anh em chung chiến trận. Cuối cùng anh lại ra đi, trong lòng tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu. Vợ con anh trong cục sẽ chăm sóc giúp cho anh. Anh yên tâm đi. Đây. Nhưng mà bức thư của anh không phải thư, là tranh. Tôi muốn làm phiền các anh em chôn cất tôi ở đó. Sao lại chôn ở đây? Có người bạn chôn ở đó, sau khi chết muốn tụ tập bạn bè.
tiểu thư, mọi chuyện đã xong. Người này sáng sớm hôm nay vừa mới bệnh chết. Tôi đã xem qua, hình dáng gần giống Hà Bình An, chỉ là hơi gầy hơn một chút. Chỉ cần trước khi hành hình tìm được người có thể thay cho thi thể của Hà Bình An là xong. Mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn hảo, chỉ thiếu nhát súng này nữa mà thôi.